tên lửa phòng không vác vai. Trong tác chiến hiện đại, đánh trả các đoàn tiến công đường không của đối phương luôn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Và một trong những loại vũ khí giúp bộ binh có thể ngăn chặn hiệu quả các đoàn tiến công từ trên không của đối phương là tên lửa phòng không vác vai. Tên lửa phòng không vác vai là loại tên lửa nhỏ do một hoặc hai người mang vác, dùng để diệt các mục tiêu trên không bay ở độ cao thấp và rất thấp. Như vậy, đối tượng tác chiến chủ yếu của tên lửa phòng không vác vai là các loại trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và cả các máy bay cánh cố định bay ở độ cao thấp và rất thấp. Thông thường, hệ thống tên lửa phòng không vác vai gồm 3 thành phần chủ yếu là ống phóng, cơ cấu phóng và tên lửa. Ống phóng dùng để phóng tên lửa. Thông thường, ống phóng cũng vừa là hộp đựng để bảo quản, chuyên chở tên lửa. Cơ cấu phóng gồm kính ngắm quang học, nguồn điện, thiết bị điều khiển. Tên lửa. Tên lửa của các hệ thống tên lửa phòng không vác vai là loại tự dẫn sử dụng nhiên liệu rắn và thường gồm các bộ phận chính là động cơ, đầu đạn và thiết bị tự dẫn. Động cơ của tên lửa là động cơ phản lực 1 hoặc 2 tầng sử dụng nhiên liệu rắn. Đầu đạn thường là loại nổ mảnh sử dụng ngòi nổ tiếp xúc. Thiết bị tự dẫn của tên lửa phòng không vác vai thường là loại tự dẫn thụ động bằng hồng ngoại, vô tuyến, laser hoặc kết hợp. Thiết bị tự dẫn thường gồm các bộ phận là đầu dò, thiết bị xử lý, tính toán và cơ cấu lái. Khi thực hành bắn, chắc thủ hướng tên lửa về phía mục tiêu. Đầu dò của tên lửa sẽ dò tìm và bám sát các tín hiệu nhiệt vô tuyến phát ra từ mục tiêu, như tín hiệu nhiệt từ luồng phụt của động cơ máy bay. Sau khi được phóng, đầu dò tiếp tục bám theo nguồn tín hiệu đã phát hiện được, rồi truyền đến thiết bị xử lý, tính toán để xác định các tham số điều khiển. Lệnh điều khiển được truyền đến cơ cấu lái để điều khiển các cánh lái đưa tên lửa bay đến mục tiêu. Hiện nay, tên lửa phòng không vác vai đã phát triển qua 3 thế hệ với nhiều chủng loại khác nhau. Tên lửa phòng không vác vai thế hệ 1 được bắt đầu nghiên cứu phát triển từ cuối những năm 50 của thế kỷ 20 và đưa vào trang bị từ giữa những năm 60 như tên lửa Red Eye của Mỹ, SA-7 của Liên Xô, HN-5 của Trung Quốc. Các loại tên lửa thuộc thế hệ này đều sử dụng thiết bị tự dẫn hồng ngoại thụ động. Đầu dò chỉ có thể thu được các tín hiệu có cường độ tương đối cao. Do vậy, tên lửa phòng không vác vai thế hệ 1 thường chỉ thực hiện được chế độ bắn đuổi, nghĩa là bắn sau khi máy bay bay qua vị trí phóng. Hơn nữa, do khả năng chống nhiễu hạn chế nên các tên lửa thuộc thế hệ này cũng rất dễ bám theo các điểm phát nhiệt khác xung quanh mục tiêu như mặt trời, ống khói nhà máy đang hoạt động. Tên lửa phòng không vác vai thế hệ 2 với các đại diện như Stinger của Mỹ, SA-14 và SA-16 của Liên Xô, FN-6 của Trung Quốc được đưa vào trong trang bị của quân đội các nước từ những năm 1980. Tên lửa phòng không vác vai thế hệ 2 được bổ sung thiết bị nhận biết địch ta, đầu dò hồng ngoại cũng được cải tiến giúp loại bỏ được những nhiễu tạp từ môi trường xung quanh. Các loại tên lửa phòng không vác vai thế hệ này cũng đã có khả năng tác chiến toàn phương vị. Tên lửa phòng không vác vai thế hệ 3 được nghiên cứu phát triển từ đầu những năm 1980 và bắt đầu được đưa vào trang bị từ đầu những năm 1990 như Mistral của Pháp, SA-18 của Nga, Stinger B của Mỹ. Các tên lửa phòng không vác vai thế hệ 3 được bổ sung phương thức điều khiển bằng ảnh hồng ngoại nên không chỉ có khả năng trinh sát, phát hiện và bám sát chính xác mục tiêu mà còn có thể ghi nhớ các đặc điểm hình dáng bên ngoài của mục tiêu, khả năng kháng nhiễu tương đối mạnh và bước đầu thực hiện thông minh hóa. Hiện nay, tên lửa phòng không vác vai thế hệ 4 đang được quân đội các nước nghiên cứu phát triển theo xu hướng tăng khả năng chống nhiễu, thông minh hóa. Với các ưu điểm vượt trội như tính cơ động cao, dễ thao tác, sử dụng, uy lực sát thương lớn, giá thành thấp, khả năng chống nhiễu tương đối cao, tên lửa phòng không vác vai đã trở thành một trong những loại vũ khí có hiệu quả tác chiến cao, đặc biệt trong tác chiến ở địa hình rừng núi hay các khu đô thị. Và điều này cũng đã được chứng minh qua các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang. Năm 1969, trong cuộc chiến tại kênh đào Suez, lần đầu tiên quân đội Ai Cập đã sử dụng tên lửa phòng không vác vai thế hệ 1 SA-7 của Liên Xô bắn rơi 6 máy bay của Israel. Đặc biệt, trong chiến tranh Afghanistan giai đoạn 1979-1988, lực lượng du kích Afghanistan đã sử dụng 340 quả tên lửa Stinger bắn rơi 269 máy bay và trực thăng của đối phương, trở thành loại tên lửa phòng không vác vai bắn rơi nhiều máy bay nhất. Trong chiến tranh Kosovo, Afghanistan và chiến tranh Iraq do Mỹ và Liên quân tiến hành, con số cụ thể về các loại máy bay bị tên lửa phòng không vác vai bắn rơi chưa có thống kê cụ thể. Nhưng một điều rõ ràng là máy bay chiến đấu buộc phải bay cao hơn 4.500 mét để tấn công hòng tránh sự đánh trả của tên lửa phòng không vác vai.